Các bạn ha, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay cái màng lọc nước NRO cho máy lọc nước ha. Thì các bạn làm theo cái hướng dẫn của mình ha. Chuyện thay máy lọc nước, cái màng lọc NRO này cũng khá là đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả ha. Thì đầu tiên các bạn phải tắt điện và rút điện ra hết ha, và đóng nước vào, cũng như là nước cái bình lớn á, là cái bình chứa nước á, thì các bạn cũng phải khóa van luôn nha. Thì trên tay mình á, là cái lọc khoáng, các bạn lấy ra ha. Thì phía trong cái lọc khoáng á, nó sẽ có cái cốc, nó bên trong cốc này nó sẽ chứa cái lọc NRO của mình ha. Thì các bạn lấy ra, các bạn giật ra thôi, tại vì những cái này là những cái gờ, các bạn có thể kéo ra được ha. Đó, thì các bạn kéo ra ha, các bạn cứ mạnh dạn kéo ra, nó không có hư gãy gì đâu, vì nó được làm nhựa nhựa dẻo, rất là dẻo. Đó, thì ở đây á, thì đây chính là cái cốc để nó chứa cái màng aro trong này ha. Nó có các van, như van bên đây thì nó sẽ có hai van, bên đó thì nó sẽ có một van ha. Nếu mà các bạn chú ý, các bạn phải gắn đúng đầu van ha. Nếu mà gắn sai thì nó sẽ lọc không có được chuẩn ha. Cái hai van này nó sẽ có một van vào bình chứa nước để chúng ta uống, và một van xả ha. Còn van bên kia là cái đầu chứa nước ra. Thì nếu các bạn không biết á, thì các bạn nên dùng một cây bút lông, các bạn đánh dấu lên ha. Như mình nè, mình sẽ đánh dấu lên để tránh nhầm lẫn ha. Tại vì mình rất là ngu cho nên mình phải đánh dấu như vậy để cho nó khỏi nhầm lẫn ha. Đó, thì sau khi đánh dấu xong rồi thì các bạn cứ mạnh dạn và các bạn mở các van ra, và các bạn tiến hành lấy cái cốc này ra ngoài để thuận tiện cho việc mà các bạn thay cái lọc rồi cho nó đơn giản ha. Rồi, thì sau khi mình đã lấy được cái lọc NRO ra rồi, thì các bạn tháo ra ha. Đó, thì các bạn tiến hành nó tháo ra, thì ở trong đây có ngón tay mình đang chỉ là cái màng lọc NRO các bạn. Thì để kéo ra thì rất là cứng, nên các bạn phải để ý ha, nó có một cái lỗ ha. Các bạn lấy cái trục vít, các bạn nảy nó lên, các bạn nảy lên là nó sẽ ra liền thôi. Nó cũng không có khá cứng lắm, nhưng mà nếu mà không có trục vít thì lấy ra cũng hơi là khó khăn, vì nó là khép kín luôn, từng cm luôn, cho nên kéo ra rất là khó khăn ha. Thì sau khi mà nảy ra rồi thì các bạn đó, thế mình sẽ lấy ra ha, các bạn coi nó rất là dơ luôn. Thì cái màng lọc rồi đây nè các bạn, nhìn nó rất là đơn giản thôi, cũng không có gì phức tạp và nó cũng không có gì gọi là lớn lao cả ha. Thì sau khi các bạn lấy ra thì các bạn nên đi vệ sinh đi ha, vì trong này rất là dơ. Thế các bạn thấy không, toàn là nó đóng rong rêu nữa không. Thì sau khi xong rồi thì các bạn gắn cái màng aro mới vô ha. Thì gắn cũng rất là đơn giản thôi, vì cái hai đầu của nó rất là khác nhau, không giống nhau. Các bạn gắn cái đầu cao su ở phía dưới ha, và cái đầu mà có cái lỗ để hồi nãy trục vít á, để mình bẫy lên là phía trên. Thì lưu ý, để gắn vô dễ dàng thì các bạn nên nhúng cái màng lọc aro này vô nước xong lấy ra. Để chi? Để tạo cho nó một lớp trơn, để khi mà các bạn gắn vô cho nó vào dễ, nó không bị nó không có bị bót, nó không có bị rít. Các bạn gắn vào nó đơn giản hơn. Đó, thì mình sẽ gắn cái màng rộ vô, và khi mà các bạn thấy nó vô, nó nằm thụt ở dưới mà nó không có bị lồi lên đó, thì các bạn gắn đã khít rồi đó ha. Khi mà các bạn thấy nó lồi lên đó, thì tức là nó chưa có vô hết cái khớp cao su ở phía dưới ha. Thì nó phải gắn lại, thì các bạn đè chặt vô, các bạn đẩy cái nắp cốc lại. Thì khi đậy vào thì các bạn đậy kín lại ha. Thì tại vì nó có mô hình khép kín mà, các bạn phải gắn kín lại. Thì sẽ không xong rồi thì các bạn làm mọi thứ ngược lại ha. Hồi nãy thì mở cái nào gắn cái nào á, thì mình có chỉ đánh dấu hết rồi. Bây giờ các bạn chỉ gắn vào và gắn các van một chiều lại thôi ha. Thì như mình đã nói thì cái màng rô này cũng rất đơn giản thôi, nó chỉ có một đầu kia nước vào và hai đầu nước ra, bao gồm nước thải ha. Thì ok, mình đã gắn xong cái màng lọc rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh sạch sẽ ha. Các bạn phải lau khô những cái mạch điện ha, vì điện mà đụng nước thì rất là nguy hiểm, các bạn phải nên lưu ý ha.
Thì như vậy mình đã hướng dẫn bạn gắn xong cái màng rô, thì bây giờ các bạn phải ghim điện vào để sử dụng ha. Thì khi nào mà các bạn thay cái màng lọc rô này, thì khi mà các cái máy lọc nước của bạn có các triệu chứng như là nước thải ra nhiều, hoặc là khi mà các bạn bơm nước á, thì máy bơm nó hoạt động liên tục không ngừng và nó có tiếng kêu rít rít, hoặc là khi mà nước của các bạn uống á, nó có mùi vị lạ, vì cái màng lọc rô này nó cũng can thiệp vào quá trình làm cho nước của chúng ta ngon hơn, ngọt hơn ha. Thì tuổi thọ cái Aro này khi mà bán ra thị trường các bạn nó có tuổi thọ là 3 năm, hoặc là các bạn có thể thay khi mà các bạn xài tới 90.000 lít hoặc là 120.000 lít. Và cái màng Aro này nó có 11 vòng, 13 vòng và 15 vòng. Thì khi mua các bạn lựa cái chọn chọn cái số vòng là 15 vòng là tốt chứ ha. Rồi ok. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ha.